phân tích nguyên tố đối với x, thu được kết quả phần trăm C, phần trăm H, phần trăm N về khối lượng. Từ phổ khối lượng xác định được phân tử khối của x bằng 59, bằng các phương pháp khác thấy phân tử x có cấu trúc đối xứng cao, phát biểu sau đây đúng, mình sẽ có CX, HI, NT, X chia Y chia T bằng phần trăm C chia 12, phần trăm H chia 1, phần trăm N chia 14. Vậy suy ra công thức đơn giản nhất nó là C3H9N mà phân tử khối bằng 59. Suy ra N bằng 1. Suy ra công thức phân tử của nó là C3H9N. Cấu trúc đối xứng cao. Vậy thì nó chỉ có thể là CH3N, CH3, CH3, trimethyl amine. A, công thức của X đúng. X là propyl amine là sai. Công thức cấu tạo đúng. Cho nitrous acid và X thì có khí nitrogen thoát ra sai. Bởi vì nó phải là amine bậc 1 thì mới có khí nitrogen thoát ra.